Bài thứ năm, cô Ngũ Nương. Ngũ Nương cầm cây Như Ý tiếp dẫn các chân hồn đến tầng trời thứ năm trong cửu trùng thiên và tầng xích thiên. Nơi đây chân hồn được hướng dẫn đến chiếu giám minh cảnh đài để xem rõ ràng các tội phước mà mình đã gây ra trong suốt kiếp sanh nơi cõi trần, rồi đến cung Ngọc Diệt Hình để mở quyển kinh Vô Tự cho chân hồn thấy rõ quả duyên của mình. Trong một kiếp giáng trần ở Việt Nam, Ngũ Nương có tên là Liễu. Do đó, bài thầy hiến lễ Ngũ Nương trong lễ hội yến Diêu Trì Cung có chữ khởi đầu là Liễu. Đài sen mấy lượt gió thân đưa bà đã xuống linh truyền các đấng kinh Vô Tự đặng xem quả duyên của các chân linh và đưa các chân hồn đắc đạo triều kiên đức chí tôn vô trần. Đài sen mấy lượt gió thần đưa Ngũ Nương tên là Liễu Hạnh, sanh trưởng ở Nam Định Bắc Phần, thật giàu đức tính diệu hiền, nhân nghĩa trăng lành tu tâm. Bài thứ sáu. Bài thứ năm, cô Ngũ Nương.